Ngày này chỉ đi bộ thôi, chỉ cách chăm da đi. Ui dồi ôi, lúc tối hôm kia nơi này da mặt đang sần sùi lên. Tối hôm kia lấy cái lăn nách, lấy cái gì đây? Trà sái chị ngon lắm. Lấy cái lăn nách dùng cho, à quên, lấy cái serum dùng cho nách đi, dùng cho da mặt. Hôm nay có chân gà không? Có. Ừ, bán chân gà đi, tao thèm, đang thèm chân gà. Chân gà chị đến đâu rồi? Ăn gần hết rồi. Tiền ship 60.000, trời ơi, tiền ship 60.000 thì thôi. Thôi mọi người ơi, tiền ship 60.000 thì qua nhà mình mà lấy. Ui, hai cái, còn có hai cái đi. Còn người nhiều lắm luôn đi. Tối nào chị cũng ăn luôn đấy trời. Lên chân gà. Ok, lên chân gà. Thôi mình nghiền chân gà luôn, mình phải Quang Linh. Quang Linh về đây là ngày nào cũng mua chân gà về hai chị em ngồi ăn. Mình nghiền luôn á. Không, nó bị nghiền thật đấy, nó ngon thật. Combo 20% này, lên cho mọi người combo 20%. Có cả rút xương có lại, không rút xương. À, lên lại không rút xương. Không rút xương à? Không rút xương ngon hơn. Rút xương thì mọi người ăn nhanh hết lắm, rút xương nhanh hết lắm. Ăn này này này, chân gà to lắm mọi người ơi. Chân gà này là chân gà size 55g trên một chân nha mọi người ơi. Cái này sạch á, ăn sạch. Và mọi người đang thấy giá bao nhiêu, mọi người comment giúp em được không? Mọi người đang thấy giá bao nhiêu ạ? Khô bò vẫn 460k. Đấy là anh chị đang chưa add cái voucher vào, anh chị phải add cái voucher vào. Nhưng có voucher thì nó mới về. Ui, 100. Đâu chân gà này. Chân gà này to bằng cái mặt của mình luôn mọi người ơi. Trời ơi. To không? To bằng cái mặt của mình luôn nha mọi người ơi. Đấy, đấy là cái câu mà người like bình thường sẽ nói, nhưng mà với Nhật Lệ thì không nha mọi người ơi. Chân gà chỉ nhỏ như thế này thôi nha. Nha. Size này là size to của 154k. Là tính ra là... Ui, từ từ, 154k 20 chân á? Đúng rồi, 20 chân. Rẻ. Nếu như mà mọi người mua trong siêu thị hay là gì á, cũng chân gà như thế này thôi mà mua với giá là 10 đến 15k. 10k là rẻ, 10 đến 15k nha. Ảo nhờ. Đây mọi người ơi, chân gà đà điểu. Chân gà đà điểu nha mọi người ơi. Trời ơi, một cái chân như này ăn bao giờ cho hết. Trời đất ơi. Ui, to hơn cái mặt này. Trời ơi, to hơn cái mặt luôn, che cả cái mặt của mình luôn đấy mọi người ơi. Mọi người lấy cái voucher ở những bức thư tình ấy mọi người, xong rồi mọi người ấn vào nút mua thì nó sẽ được giảm thôi cho mọi người á. Ăn cái này giòn giòn ngon lắm. Ăn không bị tanh. Nếu như mà chân gà khác là nó ăn phải bị tanh tanh, nhưng mà chân gà này không bị. Em nhớ không nhầm là em gửi... Cay không chị, không cay. 3 túi chân gà làm 60 cái chân sang đấy mà mới 2 buổi live. Chị thề luôn là lúc tối chị ăn ngồi góc này và ăn 5 cái chân. Xong rồi đi ngủ. Thế để bảo nhãn hàng gửi thêm. Bảo nhãn hàng gửi thêm. Bảo nhãn hàng. Trẻ em ăn được không? Nếu như mà trẻ em nhỏ tuổi quá thì không nên ăn nha. Nó hơi cay cay ấy mọi người. Nên các trẻ em nhỏ tuổi quá hay là không không thích hợp ăn cay thì mọi người không nên nên cho ăn. Còn bình thường thì vẫn ăn được bình thường ạ. Ngon lắm. Có hai phân loại đấy mọi người. Phân loại rút xương và phân loại không rút xương. Ai mà kiểu có vợ hay gì mà ăn nhanh, có chồng hay có vợ mà ăn nhanh, mua chân gà có xương nha. Chứ mà mua chân gà không xương về là ăn nhanh hết lắm. Ăn tầm 1-2 ngày là hết sạch 20 chân rồi. Còn cái này á, thì chia ra một ngày ăn tầm 3 chân, 2 đến 3 chân thôi cho lâu hết. Nhưng độc hại lắm, ăn ít thôi. Ăn hương, ăn hoa, ăn đam mê thôi. Gì ngày năm chân em cũng thế á. Hôm nay hôm qua em mới ăn năm chân xong. Hôm nay đang có voucher hồi từ TikTok. Dòng chân gà Đông Thảo đây. Chị nhìn thấy có dòng chân gà Đông Thảo không? Ê. Còn đây là chân gà Đông Bao Lúa. Nhìn như này thì rất là giống chân gà Đông Thảo. Nhưng mà đây, chân gà Đông Bao Lù. Giúp tôm trẻ ăn dặm ăn được nha mọi người. Ăn được, ăn được, giúp tôm ăn được. Giúp tôm là loài rút sạch á mọi người. Không chất bảo quản, rút sạch á. Cay nhiều không á? Không, chỉ không thể cay luôn á. Bởi vì chỉ ăn cay. Chị ăn hết thì lượt cái này.
Không, ta phải chia ra. Xong rồi chị uống cái này. Uống cái này, uống cái này, uống cái này. Đây, thêm lên một mã này nữa. À, đây. Chưa cùi luôn. Em cho ăn một mã. Ngon. Ừ. Mắc cái này không chỉ hàng bán đúng không? Mặc dù là mẫu đấy, nhưng mà chưa ăn bao giờ nhiều quá. Ăn nhiều quá, không ăn. Chân gà. Chân gà to lắm. Này ăn hai chân là no rồi. Mà ăn mấy cái chân gà mà của Việt Nam á, kiểu kiểu cảm giác nó sạch sạch. Nó không quá là nhiều gia vị. Nó không có gia vị mấy đâu mọi người ơi. An toàn vệ sinh nha. Có giấy phép an toàn vệ sinh. Không hương liệu các kiểu. Ăn không bị tanh. À, nem thì hôm nay không có ấy mọi người ơi. Không còn nem ạ. Lâu lâu chắc cũng phải bán lại nem nhỉ. Bầu ăn được không à? Thôi bầu đừng ăn mấy cái này. Bầu ăn mấy cái thì tốt cho sức khỏe ấy. Cái này chỉ con nghiền mới ăn thôi. Ai nghiền chân gà thì ăn thôi. Chứ bầu bì ăn cái gì tốt cho sức khỏe á. Bầu bì á, bầu bì chờ em. Bầu bì chờ em. Chờ em lên học mắc ca cho. Táo dẻo hôm nay không có đấy mọi người ơi. Táo dẻo mọi người chờ ngày 15 tháng 10 nha. Còn 30 suất ạ. Còn 30 suất chân gà đó mọi người ơi. 30 suất chân gà. Combo 20 chân hôm nay chỉ còn 154k. À, săn nhiều quá không có voucher mà chị. Quá thế hả? Ngon lắm. To. To nha. Tao ừ nick em có được chuyển chuyển không? Huýt có mọi người ơi. Huýt có trong giỏ hàng không mọi người ạ? À? Cái gì? Huýt. À huýt à. Lên huýt à, lên Macau xong huýt. Rồi huýt. Sang Thái Lan ai cũng huýt cả. Tôi như một gọi là sao ta? Quốc dân. Như kiểu nghiền á, nghiền cả như kiểu nghiền cả nước luôn á trời. Ai cũng hít. À nhưng mà này, cái màu xanh lá cây bán chạy nhất ở bên đấy. Yeah. Ừ, chị hỏi rồi. À đúng rồi, chị mới đi Thái Lan về. Chị mới đi Thái Lan về đầy luôn, bán trong tiệm thuốc. Ừ, quên. Không sao. Trước các anh đứa mua hai hũ về như nào chị? Hít có thích không? Có bị nghiền không chị? Cái xoài chua nhỉ? Cay nhiều không? Em ăn được cay không? Bọn em cứ mỗi một bát cơm là phải. Em ăn được cay thì em làm sao biết được cay nhiều không? Cái này có cay nhiều không? Không. Không là lôi còn ăn mà. Không cay, à lôi, à đúng rồi. Lôi ăn được thì mọi người ăn được. Bầu mà đặt 20 chân về ăn nè chị Lệ ơi. Thôi bầu á. Chị Thùy Nguyễn. Để sau này còn có bà xui là thực bầu thì ăn 1-2 chiếc một ngày thôi. Bầu ăn ít thôi nha, bầu đưa chồng ăn cho. Đấy, để chị Nguyễn Trang. Đưa chồng ăn cho. Chị Nguyễn Trang đây là mình. Ăn ít đi thôi, ăn cái gì tốt cho sức khỏe cho con á. Bầu ăn 1-2 cái không sao. Mấy cái bà bầu Gen Z này. Không nhưng mà ngày. Nhưng mà mình mà có bầu thì mình không ăn. Ui nhưng mà bầu mà bị nghẹn cái này thì làm sao nhỉ? Làm sao? Mọi người vẫn phải ăn à? Hàng này là đầy đủ giấy tờ mà chị. Ừ. Mình yên tâm. Hàng này đầy đủ giấy tờ. Hàng này hàng của Việt Nam ấy, mọi người yên tâm nhá. Cay lắm không bà? Không cay. Ok. Mang cho chị hai túi nữa. Hai ba túi nữa. Chân gà. À, nếu như mà ai mà mua về mà thấy cay cho cái này. Mình mua lại cho. Mình mua lại cho mọi người yên tâm. Cái đấy bầu mà bầu vẫn ăn được. Không, nhưng mà ăn được, nhưng mà ăn ít thôi. Trời ơi, ăn ít thôi. Trời ơi, bầu. Gặp bà mẹ chồng nào khó tính đâu rồi. Chửi cho, lại bảo con lề nó bày cho mua thì thôi ơi. Quá bầu tôi chơi lúc hẳn 10 cái bà ơi. Ôi ơi. Cái gì có bầu ăn 10 cái trời. Ăn ít thôi. Ok. Chị ăn hết chưa? Ừ. Rồi, còn